Vì sổ đi vắng thôi. Từ giờ chỗ này sẽ là của tao. Mày nhìn cái gì? Vinh Công Nghệ chào các bạn. Ngoài việc hôm nay ngồi ở đây chỗ của sếp Vinh Sung, thì mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái gì nó có giá trị cho cuộc đời. Đó chính là trải nghiệm của mình sau một tuần với Xiaomi. Con này tên là cái gì? 2000 years later. Xiaomi 14 Ultra. Đấy, và quan trọng là sau khi xem hết cái video này thì các bạn sẽ biết rằng là bản thân các bạn nếu như mà có đang để ý đến con này thì có nên mua nó hay là không. Và trước khi bắt đầu, các bạn đừng quên là hãy để lại một lượt thích, chia sẻ video và đăng ký kênh Dương Công Nghệ để đón xem những video mới nhất nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, it's show time. Rồi, có thể nói một tuần vừa qua thì cả văn phòng vật vờ mình cũng đã ăn ngủ rầm rề với chiếc máy này rồi. Làm rất nhiều bài test so sánh với cả iPhone, Samsung và có cả test pin luôn rồi. Và những cái còn lại thì nó chỉ đơn thuần là gọi là trải nghiệm chuyên sâu về cá nhân của mình mà thôi. Đầu tiên nhá, mình sẽ muốn nói về cái cảm giác cầm nắm ở trên chiếc máy này. Đây là con máy flagship cho mình cảm giác cầm nắm khó chịu nhất tính từ nửa cuối năm 2023 cho đến tận thời điểm này là đầu năm 2024. Bởi vì sao? Thứ nhất là cái cụm camera của nó quá to, nó bị cấn nhiều quá và nó lồi lên cực kỳ nhiều. Nếu như mà các bạn để ý kỹ nhá, thì cái độ lồi của cái camera này nó ngang với độ dày của cái máy luôn. Này, nhìn này, cái khoảng này ấy, nó dày đúng bằng cái thân máy luôn. Khủng khiếp chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai ấy, là cái cụm camera này nó khiến cho máy nó bị nặng ở phần đầu. Đây là một chiếc máy mà nặng đầu và nhẹ đít ấy, nên là khi các bạn cầm ấy, cái khối lượng của nó phân bố không bằng nhau. Mặc dù là khối lượng tổng thể của máy nó không quá nặng, thế nhưng mà đấy, vì có cụm camera này nên là chúng ta cảm giác là cái máy lúc nào nó cũng bị lật lật, nó bị đật về phía trước như này này. Nó cầm nó không hề thoải mái một chút xíu nào. Và mình đánh giá cao cái ốp năm nay của Xiaomi. Họ làm cái ốp nhựa như này lắp vào máy trông rất sang. Mà cái con Vivo đâu ấy nhỉ? Đây các bạn nhìn này, đây là quả ốp năm nay của Vivo X100 Pro. Ốp chính hãng luôn nhá, nhét kèm theo cả hộp luôn nhá. Quá phèn. Kể cả ốp của con Oppo Find X7 Ultra nữa đây này. Nó là cái ốp này này. Thực ra thì cái ốp này cầm vào thì cũng thích thôi, nhưng mình không khoái cái cảm giác sờ của nó so với cái ốp nhựa này lắm, bởi vì nó bám rất nhiều mồ hôi dấu vân tay. Và riêng kiểu cái ốp này nhá, thì khi mà các bạn có cọ móng tay đây này thì nó sẽ tạo ra những cái vết hằn mà nó không thể xóa được luôn. Cái thứ hai đó là trải nghiệm về màn hình của cái con máy này thì mình thấy là nó có một cái khác so với những con máy Trung Quốc khác. Đó là nếu như mà chúng ta xem những cái nội dung ở trên YouTube ấy, thì cái độ sáng của nó với các cái video HDR các thứ thì nó khá là ngang với con iPhone 15 Pro Max. Ít ra là cái mắt của mình nó nhìn nó như thế, bởi vì trước giờ chúng ta hay đánh giá những con máy Trung Quốc nhá, mà so sánh màn hình độ sáng với cả iPhone 15 Pro Max và với cái app YouTube, bởi vì là máy nội địa nó không hỗ trợ mà, thì nó hiển thị không ngon bằng. Nhưng mà không, với con Xiaomi 14 Ultra này mình thấy nó chạy khá tốt, kể cả là ngoài trời. Nên là anh em nào mà lo ngại về việc độ sáng của nó bị ảnh hưởng thì mình nghĩ là cái này cũng không bị xảy ra quá là đáng kể. Ít nhất là các bạn không nhận thấy được ở trên con Xiaomi 14 Ultra này. Màn hình của con này nó sẽ cong bốn cạnh và nhà sản xuất có dán cho chúng ta một cái miếng chống xước sẵn rồi. Và cái miếng này khá là xịn. Lúc đầu mình nhìn ý, thì mình không nhận ra là cái máy này được dán màn hình rồi nha. Đó, họ dán nó cực kỳ là chỉn chu luôn. Nhưng mà có một cái mình băn khoăn là nếu như cái miếng này chẳng may trong quá trình làm trong quá trình sử dụng anh em làm rách nó hoặc là anh em làm xước nó thì chúng ta sẽ dán ở đâu thay thế? Đấy, bởi vì cái miếng này nó quá xịn đi và người ta dán nó quá là khít rồi. Các bạn không thể nhìn thấy cái miếng dán này luôn ấy. Đó. Thế thì bây giờ tự nhiên mà nó hỏng ra một cái thì mình dán kiểu gì? Một câu hỏi rất là to trong đầu của mình. Anh em nào có biết thì có thể chia sẻ xuống bên dưới để cho người khác được tham khảo nhé. Đó. Còn những cái khả năng hiển thị ở trên cái máy này thì mình không chê một cái gì, nó hiển thị quá ngon. Đó, từ về mặt độ sáng ban nãy nói rồi này, rồi là về cái tần số quét của nó 120Hz và cả cái độ phân giải cũng là Quad HD cộng, nó ngang ngửa với cả con Galaxy S24 Ultra. Đấy, nó rất là xịn luôn, nên là mình cũng chả chê gì ở cái mặt độ sáng này nữa. Tiếp đến là mình sẽ muốn nói về cái camera ở trên Xiaomi 14 Ultra. Nếu như mà mình nghĩ rằng anh em đang có nhu cầu tìm một con máy để chụp hình sản phẩm nhá, chụp chi tiết sản phẩm làm sao cho nó cao nhất ý, thì Xiaomi 14 Ultra hoàn toàn là có thể đáp ứng được. Con máy này lấy nét gần rất tốt, với những cái khoảng cách tầm độ 10cm hoặc là 15cm nó lấy nét chả có vấn đề gì luôn. Ở đây thì mình có chụp một cái bức hình mình so sánh với cả iPhone 15 Pro Max và Galaxy S24 Ultra, thì chi tiết ở trên con Xiaomi 14 Ultra này luôn luôn là cao nhất. Nó nét một cách kinh khủng khiếp luôn ý, và khi mà zoom lên nhá, nó không bị noi như kiểu là con iPhone 14 Pro Max hay là S24 Ultra, nó không bị noi, không bị vỡ như thế, mà nó
trông nó vẫn rất là nét, là chi tiết của nó thì cực kỳ là dồi dào luôn. Chưa kể là cái màu sắc của con máy này ấy, với cái chế độ là Leica Vibrant, nó cực kỳ no mắt mà lại không bị quá đậm đà, không bị quá gắt như là những cái thế hệ trước. Đây là những cái mình thấy rằng là anh em mà chụp ảnh sản phẩm thì cái này nó quá là tuyệt vời rồi. Đó, các bạn có thể xem một vài những cái bức ảnh nữa ở đây. Mình cũng đã thử test cái chiếc máy này trong điều kiện chụp đêm, hôm vừa rồi mình có lên Hồ Gươm mình test với cả iPhone 15 Pro Max. Thì trong đa phần các cái trường hợp nhá, cái điểm mạnh của Xiaomi 11 Ultra luôn luôn là cái màu sắc của nó trông rất là ấm. Ví dụ như là khi mình chụp cái cảnh nào mà nó có nhiều bóng đèn LED như này này, thì các bạn thấy là cái màu của Xiaomi nó ưng mắt hơn hẳn. Và đặc biệt là iPhone ấy, thậm chí là nó còn không tái tạo được rõ nét những cái ánh đèn đấy cơ. Trong cái đó Xiaomi nó làm được rất là ngon luôn. Đó, và về mặt chi tiết thì Xiaomi nó vẫn rất là tốt. Tất nhiên là trong một vài những cái điều kiện ánh sáng khác nhau ấy, thì chi tiết của con máy này nó sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn chung là cái sự chênh lệch của nó với cả iPhone 15 Pro Max thì mình thấy là không nhiều, kiểu 19.5:10 ấy. Và trong cùng với khoảng cách lấy nét ấy, thì con iPhone không thể nào đọ được với Xiaomi luôn. Ở đây là mình lấy nét cực kỳ gần rồi. Mình cứ chụp một cái tấm gọi là postcard thông qua một cái cửa kính ấy, đó thì iPhone nó không thể lấy nét được luôn. Trong khi đó Xiaomi vẫn làm điều này ngon lành. Và kể cả mình có chụp bên ngoài với hoa, cỏ, lá, cành các thứ ấy, thì Xiaomi vẫn làm tốt hơn. Đấy là những ưu điểm của nó. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là mình cảm thấy là cá nhân mình dùng một tuần rồi, mình rất là khó để có thể làm chủ được cái camera này. Bởi vì là có lúc thì nó chụp rất đẹp như thế, nhưng chỉ cần ánh sáng thay đổi một tí xíu thôi là con này nó chụp như dở hơi ngay. Đặc biệt là khi chụp ngược sáng. Với cái mô hình chụp ngược sáng như thế này thì iPhone nó vẫn có thể làm nét cái mặt của chủ thể, nó vẫn có thể làm sáng chủ thể mà vẫn có thể xử lý HDR background, đúng không? Trong khi đó với con mô hình này của mình đây, trên Xiaomi 14 Ultra nó đen xì luôn, trông cực kỳ là xấu. Đó, nên là anh em nào muốn chụp hình với con này thì tốt nhất là nên để ánh sáng nó tử tế một tí. Và cái thứ hai, đấy là khi mà mình chụp hình ở trong những cái điều kiện ánh sáng studio thì cái con máy này nó cũng xử lý cân bằng trắng khá là dở hơi. Tức là ngay cái bức trước đó làm rất đẹp, nhưng mà cái bức ngay sau đấy thì nó lại cân bằng trắng sai be bét luôn. Và cái hình như kiểu nó bị phủ một lớp filter sương sương lên, nó rất là mờ, trông chán cực. Đấy, thì mình cũng nghĩ là đây là vấn đề phần mềm thôi, mà chắc là chúng ta sẽ cần phải đợi Xiaomi họ khắc phục trong tương lai. Và ưu điểm năm nay của Xiaomi 11 Ultra mình thấy lớn nhất nó nằm ở cụm camera của nó với cái màu ảnh Leica. Nó không bị quá là đậm đà như ngày trước nữa. Màu ảnh trông rất là trung tính, rất vừa phải. Và đặc biệt là trong cái chế độ Portrait thì nó sẽ có Portrait Master, để khi mà các bạn chụp ấy, cái màu ảnh sẽ cho ra gần với mắt các bạn nhất, chứ nó không bị tối tối, nó không bị đắc đắc như là cái màu của Leica. Đấy, thì đại đa phần người dùng họ sẽ sử dụng cái chế độ Master này, nó mình nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn. Đó. Về cái khả năng quay video nhé, thì năm nay mình cũng thấy rất là hay, là bởi vì tất cả các hãng Trung Quốc, không chỉ riêng Xiaomi mà kể cả Oppo hay là Vivo, họ đều đã cho chúng ta những cái nấc tiêu cự như này này. Đó, để chúng ta có thể chuyển tiêu cự dễ hơn mà chúng ta không cần phải trượt như những cái năm trước. Và cái con Xiaomi 11 Ultra này ấy, nó chuyển tiêu cự cực kỳ mượt đấy các bạn nhìn này. Mượt lắm. Thấy không? Dã man chưa? Chỉ có cái là trượt trượt như này nhá, thì mình thấy là nó không mượt bằng iPhone thôi. Chứ còn nếu như mà chúng ta chuyển tiêu cự bằng những cái con số cho sẵn như này ấy, thì nó vô cùng mượt. Dã man. Và hôm trước ấy, mình có làm một vài những cái bài so sánh với cả iPhone hay là với Samsung, thì nhiều bạn khán giả comment rằng là con này thu âm thì cũng tốt, tuy nhiên là nó có cái hiện tượng như kiểu là cái người thu bị nghẹt mũi, bởi vì là Xiaomi họ khử ồn quá nhiều, nên là ưu điểm là các bạn sẽ bớt được tiếng ồn đi. Và cái nhược điểm đấy thì cái tiếng của chúng ta nó sẽ không được trong, nó sẽ không được đúng như là tiếng mình nghe bên ngoài. Đó, thì về cái khả năng thu âm này thì mình vẫn thích là con Galaxy S3 Ultra nhất, thu âm sẽ là ngon nhất luôn. Đấy là những cái mình nói qua như vậy thôi, mà nếu như nói hết thì cái này quá nhiều, bởi vì là Xiaomi họ còn cực kỳ nhiều chế độ để chúng ta có thể chụp nữa. Đây các bạn nhìn này, bấm vào cái phần này một cái này, nó có 1 tỷ chế độ tha hồ mà chụp hình luôn. Chưa kể nhá, là nếu như bây giờ mà các bạn muốn chụp portrait đúng không, nó cũng có đầy đủ các thể loại ống kính, các cái tiêu cự 23mm cho đến 75mm này, rồi là thay đổi lá khẩu vật lý, rồi là quay phim độ phân giải 4K 120fps, rồi là quay phim 8K. Nói chung là nó có quá nhiều. Thế nên là bây giờ nếu như các bạn đang cần một cái máy ảnh có khả năng nghe gọi, có rất nhiều chế độ cho các bạn vọc vạch từ sáng đến đêm, thì Xiaomi 11 Ultra sẽ là một sự lựa chọn phù hợp cho các bạn. Và đấy, anh em nào muốn chụp hình sản phẩm nha, thì đây cũng là một con máy vô cùng uy tín. Mình cũng đã chấm điểm AnTuTu ở trên Xiaomi 11 Ultra rồi, nó được hơn 2 triệu điểm, nhưng mà sau đó thì bọn mình đã phải reset máy. Bởi vì là không reset thì nó lỗi. Lúc mà mới nhận con máy này về các bạn nhá, chụp hình ấy nó rất xấu, nhưng mà reset xong về mọi thứ lại bình thường. Thì tức là cái phần mềm của nó vẫn là chưa là ổn định. Và trong cái quá trình mà test 3D Max thì bọn mình có nhận ra là con máy này nó cực kỳ nóng. Nó nóng lên rất nhanh. Mặc dù là nó vẫn hoàn thành những cái bài test, tuy nhiên là cái nhiệt độ của nó thì nó đỏ lom luôn. Đây, trong cái video này thì bọn mình có so sánh với cả con Galaxy S4 Ultra và iPhone 15 Pro Max. Thì các bạn thấy không, cái con máy nào ấy mà nó càng sáng thì tức là nhiệt độ của nó càng cao. Và cái nhiệt độ lúc này của con Xiaomi 11 Ultra nó chênh với hai con máy kia lên đến khoảng 5 độ. Thì mình cũng chưa có dám test game nhiều trên con máy này. Hôm trước Long test thấy nhiệt độ như nào Long?
Nhìn chung là cũng khá mát, tại vì cơ bản là 8.3 trên cả con 14 Pro hay là 14 Ultra thì nó đều mát cả. Ờ, thiết điều đâu đó có nghĩa là gì? Là khi mà chơi game thì nhiệt độ con máy này nó không phải là quá cao. Đó, nhưng mà khi mà chúng ta chấm điểm với những cái ứng dụng như này, ứng dụng test điểm như này này, thì nhiệt độ của nó lại cao lên một cách bất thường. Đấy, nó vẫn là một cái sự gì đấy nó chưa được vừa tối ưu ở trên cái chiếc máy này. Còn với cái HyperOS này thì cái ưu điểm của nó vẫn là nó có rất nhiều thứ chúng ta có thể vọc vạch, ví dụ như là cái hình nền kiểu như này này. Đó, hình nền dạng magazine này nó cực kỳ đẹp. Mình luôn luôn thích cái này nhất trong tất cả những con smartphone ở thời điểm này luôn. Chưa thấy có cái hãng nào làm thú vị như này giống như là Xiaomi. Cái hiệu ứng chiều sâu này thì Apple có khởi xướng ra, nhưng mà Xiaomi là cái hãng mà đã nâng tầm nó lên. Trông hình nền nó rất là vào cầu các bạn ạ. Đó. Và cái HyperOS này thì mình thấy là cái độ mượt mà của nó được cải thiện hơn rất nhiều so với MIUI. Chạm vuốt các thứ là cực kỳ sướng và có nhiều thứ hơn cho chúng ta vọc vạch. Tuy nhiên là cái ROM nội địa này thì mình nghĩ là nó sẽ không chạy quá ngon ở Việt Nam đâu. Các bạn sẽ bị hạn chế một vài thứ. Đấy, điển hình như là chậm thông báo rồi. Thì mình nghĩ là chúng ta sẽ cần phải đợi cái phiên bản quốc tế, anh em mua quốc tế dùng sẽ ngon hơn. Nhưng mà có một vài những sự khác biệt giữa máy quốc tế và máy nội địa nhé. Máy quốc tế chúng ta sẽ không có viên pin là 5.300 mAh như là máy nội địa. Đó, và cái ROM HyperOS quốc tế thì mình cũng không biết là nó có chạy ngon không nữa. Nhưng mà hiện tại mình đang dùng con này thì mình thấy là nó khá ổn. Khá ổn thôi. Đó. Còn về viên pin của Xiaomi 14 Ultra bản nội địa 5.300 mAh thì hôm trước mình với cả em Long cũng đã ăn nằm ở dề với nhau một đêm. Mình đi ngủ em Long test pin và mình đã có kết quả. Chiếc máy này nó on screen được bao lâu em Long? Chung là gần 8 tiếng. Gần 8 tiếng, cụ thể là? 7 tiếng 55 phút. Không trâu được bằng mấy con flagship kia nhưng mà nó cũng ở mức đủ dùng. Thì mình nghĩ là con Xiaomi 14 Ultra này anh em cũng không cần phải lo về pin nó đâu. Nói chung ấy là flagship trong vòng khoảng 2 năm trở lại đây, kể cả Android hay là iPhone thì pin đều rất rất là khỏe. Nên là các bạn dùng thì các bạn cứ yên tâm thoải mái là nó có thể trụ được một ngày. Chứ bây giờ không có chuyện là điện thoại cao cấp các bạn vừa ra đường pin nó hết nhanh như cái kiểu tụt quần đâu ạ, không có. Và con này thì có sạc ở bao nhiêu ta? 90W. Sạc không dây là 80W. Cái này là hơn hẳn iPhone với cả Samsung rồi. Chỗ đặc quyền của bạn sử dụng Xiaomi. Nhưng mà từ từ Long ơi, trong cái quá trình mà anh em mình test đi là ứng dụng nào là sẽ tốn pin nhiều nhất? Tất nhiên là quay video rồi. Nhưng mà nhá, cái con này là một trong những con quay video tiết kiệm pin nhất. Hôm ấy em test ấy, cái con Oppo này tụt 30%. Cái con này tụt đến 20 mấy%. Vivo đúng mà không? Mà con này chỉ tụt, mà con Xiaomi này chỉ tụt có 20% thôi. Tức là nó tối ưu cho cái phần quay video nó khá là ngon. Khá ngon nhá. Thì để tổng kết lại cho video ngày hôm nay, với cái mức giá hiện tại của Xiaomi 14 Ultra ấy, khoảng đâu đó là 24-25 triệu đồng. Cái hôm mà lấy cái máy này về cho anh Vinh là 27 triệu các bạn ạ. Bây giờ thì nó giảm đi khá là nhiều rồi. Anh em nào update về mức giá thì cho mình biết ở phần comment nhé. Thì mình nghĩ là nếu như mà các bạn là một người mà muốn chụp ảnh sản phẩm là thứ nhất này. Thứ hai là các bạn muốn một cái điện thoại có rất nhiều chế độ camera cho các bạn thoải mái vọc vạch. Các bạn yêu thích cái tìm tòi và các bạn đam mê công nghệ. Và cái thứ ba là điều kiện tài chính anh em có. Hoặc cái thứ tư nữa là anh em là Mi fan chân chính. Thì các bạn nên mua cái máy này. Được chưa? Còn mình nghĩ là nếu như các bạn muốn sử dụng chiếc máy này để làm một cái sản phẩm phục vụ cho các bạn trong công việc hàng ngày, gọi là dùng để làm máy chính luôn ấy, thì chắc là nó vẫn được thôi. Tuy nhiên là mọi người sẽ cần phải khắc phục nó khá là nhiều với những cái lỗi như kiểu chậm thông báo, và các bạn sẽ chấp nhận những cái vấn đề nó sẽ xảy ra trên một con máy nội địa Trung Quốc. Có những bạn nào ấy thích chơi máy hàng nội địa Trung Quốc, máy xách tay, mà mình nghĩ là các bạn giơ máy lên các bạn chụp một phát ăn luôn ấy, mà mọi người không cần phải mất quá nhiều thời gian để kiểm soát cái camera của nó, các bạn chọn Vivo X100 Pro cho mình. Ảnh cực kỳ vào cầu luôn. Đây mình cho các bạn xem một vài cái bức hình mình so sánh với cả Find X7 Ultra. Thì mình nghĩ là con Vivo này nó sẽ phù hợp hơn dành cho đại đa phần người dùng phổ thông thay vì là Xiaomi 14 Ultra. Được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đó, các bạn có thêm bất kỳ câu hỏi gì thì hãy cho mình biết. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.